Nghỉ hương đón quý bà, nhìn đồng hồ đón quý ông. Đó là câu nói mà trước giờ Kỳ Lân hay nói về đồng hồ chính hãng dành cho nam. Và ngày hôm nay cũng câu nói đó, nhưng dành cho quý bà. Nghỉ hương đón quý bà, nhìn đồng hồ đón người đẹp. Nói chung là cái gì đẹp, cái gì sang, cái gì đẳng cấp, mình phải trân trọng dành cho người mình yêu thương, người mình trân trọng. Trên 300 triệu đồng chiếc đồng hồ Rémoleur chính hãng Gold dành cho phái nữ. Kỳ Lân nghĩ rằng chiếc đồng hồ chính hãng Rémoleur V32 này đủ để làm cho chị em phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, sang trọng hơn, đẳng cấp hơn và thượng lưu hơn. Hãy đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm chính hãng, sưu tầm, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu để phục vụ cho bản thân mình, phục vụ cho người thân mình và phục vụ cho những người thân yêu, thân thương trong cuộc sống của mình. Với kích thước size 32 này đặc trưng dành cho chị em phụ nữ. Ở tay Kỳ Lân thì không quá to, tầm trung ở giữa, nên là đeo đồng hồ rất là tiện, rất là dễ. Có thể nói là tay của mình dành ra, sinh ra là để đeo đồng hồ chính hãng và những chiếc đồng hồ đẹp, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Nói vui để cho clip trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng đến với Kỳ Lân Luxury, quý khách sẽ chọn được những sản phẩm chính hãng, sưu tầm, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những sản phẩm theo tiêu chí Luxury của Kỳ Lân, về những tiêu chí sưu tầm. Mà để thuộc hai từ sưu tầm thì sản phẩm đó phải giá trị, đẹp, độc và sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu nữa. Trên 300 triệu đồng đến với Kỳ Lân Luxury, quý khách sẽ sở hữu ngay chiếc đồng hồ Rémoleur Gold Diamond, full diamond luôn, tức là chiếc đồng hồ này với thằng vỏ toàn bộ là vàng nguyên khối AU750, mọc đống thụy sĩ và được đính full kim cương trên thân vỏ và đính cả full kim cương trong bề mặt của chiếc đồng hồ, từ cái khóa tới phần sau lưng và phần chính diện, tất cả chi tiết đó chính là vàng nguyên khối AU750. Từ cái khóa đeo cũng là vàng nguyên khối AU750 và được đính kim cương trên cái khóa luôn. Dây đeo là dây hai phần, phần bên trong là phần cao su đặc biệt của hãng Rémoleur đồng hồ nổi tiếng, và phần bên ngoài chính là da chính hãng của hãng đồng hồ danh tiếng Rémoleur, da cá. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Rémoleur Gold Full Diamond đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm theo tiêu chí của Kỳ Lân, sưu tầm, đẳng cấp, thượng lưu, chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin mời tất cả quý khách hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mới nhất, chi tiết nhất tại website, hoặc gọi vào số hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách những sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu nhất. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.